Vũng Tàu rất là gió. Đi biển các bạn trẻ đang chơi biển. Theo đăng ký giá phòng tài chính kế hoạch thành phố Vũng Tàu. Đây là bãi biển Vũng Tàu. Vũng Tàu rất là sóng, rất là mạnh, rất là nhiều. Đây là do gió, thời tiết. Thưa quý vị, đây là đường Thuyền Vân, đường biển của thành phố Vũng Tàu buổi tối. Khá buồn. Ơi, đi dạo biển Vũng Tàu mệt quá, bây giờ chắc phải đi ăn tối. Kiếm cái gì đi ăn hả? Chắc đi tìm đặc sản của Vũng Tàu. Ok, let's go. Hello mọi người, Duy đang có mặt tại quán bánh khọt gì đây? Cây Sung, số 19 đường Hòn Hà Thám, thành phố Vũng Tàu. Hôm nay đang trải nghiệm thử món bánh khọt. Mình ở Nha Trang, không biết món này, giờ test món này. Mời em. Wow, rau thả quá. Bánh khọt mang vị rau sống và đầy đủ. Bánh này thì
Nếu miền Trung á thì giống như kiểu bánh căng, mà nó hơi giống bánh xèo giỏ. Đây, có tôm cháy, có mực, có mỡ hành, ăn kèm với rau, nó sẽ giòn giòn béo béo, thơm thơm, nó ngon. Tám cái, hai dĩa mười sáu cái, đủ thứ, ngon quá. Hôm nay đi trải nghiệm bánh khọt Vũng Tàu rất là ngon. Vì bánh giòn giống như bánh xèo giỏ của Nha Trang, nó nhân, nó nửa là bánh căn, bánh xèo. Hồi giờ chưa ăn, hôm nay Vũng Tàu ăn thử xem, rất là hợp khẩu vị, mắm ngon, đu đủ, đặc biệt là rau. Rau rất là xanh, rất là đẹp, ăn không có ngán. Ok, chào mọi người, bây giờ tính tiền, đi nhà phố Phương một tí rồi về.